Hiền Thục xin được mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình giao lưu trực tuyến trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, thực hiện chủ đề lần này với tên gọi Người từng bị đột quỵ, cảnh giác với mùa nắng như đổ lửa. Chương trình do Cổng thông tin tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Natto Enzyme, hỗ trợ làm tan cục máu đông, giúp ngừa đột quỵ, nguyên liệu Nhật Bản của công ty cổ phần Dược Hậu Giang. Thưa quý vị khán giả kính mến, đột quỵ như là một án tử với người bệnh. Sau khi đã trải qua một cơn đột quỵ thì ngay cả bản thân người bệnh và cả là những người xung quanh cũng cảm thấy ở đây như là thoát khỏi được một cửa tử vậy. Thế nhưng mà thực tế thì đó mới chỉ là khởi đầu của cuộc chiến cam go hơn nhiều lần để phòng tai biến tái phát. Và thưa quý vị, các nghiên cứu trên thế giới cho thấy tỷ lệ tái phát lần thứ hai của bệnh tai biến chiếm khoảng 20% trong một năm. Và so với tai biến lần đầu thì tai biến thứ hai có thể tái phát và để lại hậu quả nặng nề hơn và khả năng hồi phục thì cũng suy giảm đáng kể, chi phí điều trị cũng từ đó mà gia tăng. Và thưa quý vị, có rất là nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến căn bệnh này quay trở lại tấn công nhiều lần nữa. Phần lớn là do chúng ta không kiểm soát các bệnh nền có sẵn như là tăng huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu cao, không thay đổi lối sống và đặc biệt là liên quan đến thời tiết, nhất là vào giai đoạn chuyển mùa, trời vào hè nắng gắt và oi bức như thế này. Hàng loạt câu hỏi lúc này được đặt ra, làm sao để chúng ta có thể tránh tái phát đột quỵ? Và đây chắc hẳn là những câu hỏi mà bệnh nhân đột quỵ cực kỳ muốn biết. Thưa quý vị, tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình ngày hôm nay. Và đồng hành cùng quý vị xin được trân trọng giới thiệu có bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phương Nga, trưởng khoa nội thần kinh của Bệnh viện Thống Nhất sẽ đồng hành cùng với quý vị trong chương trình lần này. Dạ, Hiền Thục xin được mến chào bác ạ. Xin mến chào Hiền Thục và mến chào các khán giả của kênh Alo Bác sĩ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phương Nga tốt nghiệp trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 1995, hoàn thành chương trình bác sĩ chuyên khoa 1 trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp năm 1999 chuyên khoa 2 trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp năm 2009. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phương Nga hiện là trưởng khoa nội thần kinh, trưởng đơn vị đột quỵ Bệnh viện Thống Nhất. Ngoài ra, bác sĩ còn là hội viên các hội chuyên ngành, thành viên ban chấp hành Hội đột quỵ Việt Nam, thành viên ban chấp hành Hội đột quỵ Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên ban lãnh đạo Hội bệnh Alzheimer và rối loạn nhận thức thần kinh Việt Nam. Trong công tác giảng dạy, bà là giảng viên của các trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nguyễn Tất Thành. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phương Nga còn tham gia nhiều công trình nghiên cứu về tai biến mạch máu não, đột quỵ thiếu máu não cục, bệnh Alzheimer, vân vân. Dạ, thưa bác sĩ Phương Nga, đầu tiên thì xin được thay mặt cho tất cả quý vị khán giả được hỏi bác sĩ Phương Nga là vì sao người đã bị đột quỵ thì thường có nguy cơ sẽ bị tái phát ạ? Theo thống kê chung đó thì chúng ta thấy rằng là người mà bị đột quỵ lần đầu thì có 30% cái tỷ lệ là bị sẽ bị tái phát một cái cơn đột quỵ thứ hai. Bởi vì sao? Bởi vì cái người đột quỵ đã bị đột quỵ lần đầu rồi, những cái yếu tố nguy cơ của người đó vẫn còn đó. Và đôi khi cái yếu tố nguy cơ đó nó theo thời gian nó có thể nó sẽ nặng hơn nữa, nó tiến triển hơn nữa. Do đó cái nguy cơ đột quỵ tái phát nó sẽ vẫn là còn. Do đó chúng ta cái việc điều trị phòng ngừa đó là chúng ta đặt ra đó là một cái điều trị hầu như là suốt đời. Tuy nhiên trong một số cái trường hợp đó thì cái đột quỵ đó nó có thể xảy ra một cách theo một cái tình huống nào đó, trong một cái tình huống, trong một cái bối cảnh nào đó. Ví dụ như xảy ra trong một cái bối cảnh là nửa đêm về sáng, hoặc là liên quan đến gắng sức, hoặc là trong thời tiết nóng. Dạ, tại Việt Nam thì tỷ lệ này thường có cao không ạ? Tỷ lệ đột quỵ của Việt Nam thì cũng sắp xỉ với tỷ lệ thống kê của thế giới. Và cái tỷ lệ đột quỵ tái phát đó là 30% tính chung. Dạ, một điều mà khá nhiều người bệnh khá là lo ngại đó là khi mà xảy ra một cơn đột quỵ tái phát thì người bệnh sẽ có nguy cơ phải đối diện với những mối nguy nào ạ? Khi một người mà bị nguy cơ bị đột quỵ tái phát đó, thì đương nhiên chúng ta biết rằng là cái nguy cơ, cái khả năng tử vong nó sẽ cao hơn là đột quỵ lần đầu. Yeah. Bởi vì những cái lần đột quỵ sau nó thường sẽ nặng hơn những cái lần đột quỵ đầu. Cái thứ hai đó là cái người bị đột quỵ tái phát đó thì có nguy cơ bị tàn phế sẽ cao hơn cái đột quỵ lần đầu. Ví dụ như khi một người bị đột quỵ lần đầu, những khiếm khuyết thần kinh của người đó đôi khi không có phục hồi hoàn toàn. Và khi mà người đó bị đột quỵ lần hai thì chứ người đó sẽ bị mắc thêm một số những cái khiếm khuyết thần kinh khác, và những khiếm khuyết thần kinh khác đó có thể sẽ cũng không hồi phục hoàn toàn. Như vậy thì
đột quỵ, những khiếm khuyết thần kinh đó nó sẽ chồng 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 ngày càng chồng lấn lên nhau. Dạ. Do đó làm cho cái nguy cơ mà tàn phế của người đó sẽ rất là cao. Và ở đây tôi xin nhấn mạnh đó là cái nguy cơ tàn phế, bởi vì cái mối lo hàng đầu của đột quỵ không phải là tử vong mà đó là tàn phế. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, thời tiết nắng nóng như là đổ lửa như hiện nay thì liệu đây có phải là một mối nguy cơ rất lớn đối với những người có tiền sử bị đột quỵ không ạ? Và nếu có thì là vì sao ạ? Một số cái thống kê người ta thấy rằng cái tỷ lệ đột quỵ nó hơi tăng hơn vào cái mùa cuối mùa xuân và đầu mùa hè, tức là thời tiết là bắt đầu nóng. Vậy thì tuy nhiên cái sự thay đổi về tỷ lệ đột quỵ theo mà cái mùa trong năm nó cũng không có nổi bật, nó không có nổi trội. Do đó chúng ta thấy rằng là trong cái mùa nắng nóng đó, ngoài cái chuyện một người có nguy cơ bị đột quỵ, nếu người đó đã từng bị đột quỵ hoặc là có những cái yếu tố nguy cơ bị đột quỵ thì người đó còn có thể bị một cái tình trạng khác mà người ta gọi đó là đột quỵ do nhiệt, hay còn gọi là sốc nhiệt nữa. Yeah. Và chúng ta biết rằng cái sốc nhiệt đó cũng gây ra tổn thương những cái tế bào thần kinh, cũng gây ra tổn thương não bộ, cũng giống như là một cái trường hợp đột quỵ nếu mà cái trường hợp sốc nhiệt đó không có được xử trí kịp thời và hợp lý. Dạ, thưa bác sĩ, có thể nói là không chỉ những người đã có tiền sử bị đột quỵ mà ngay cả những người đã có một cơn thiếu máu não thoáng qua cũng cần thiết phải đề phòng, bởi sẽ xảy ra một cơn đột quỵ thực sự. Vậy thì liệu rằng chúng ta cần phải có chế độ dinh dưỡng cũng như là sinh hoạt như thế nào để phòng tránh một cơn đột quỵ thực sự sẽ xảy ra? Một người đã có tiền sử đột quỵ hoặc là ngay cả người có cơn thoáng thiếu máu não, tức là một cái người mà bị những cái khiếm khuyết thần kinh sau đó hồi phục hoàn toàn. Yeah. Và người đó nghĩ rằng là mình rất là may mắn và nghĩ rằng là bệnh đã được giải quyết hoàn toàn. Xin thưa là hoàn toàn không phải như vậy, bởi vì một cái cơn thoáng thiếu máu não về bản chất cũng là một cái trường hợp đột quỵ. Và một người bị cơn thoáng thiếu máu não rất là nhiều khả năng nguy cơ sẽ bị đột quỵ thật sự trong vòng tuần lễ đầu tiên. Yeah. Do đó ở một người ngay cả bị cơn thoáng thiếu máu não, tức là khi chúng ta hồi phục về triệu chứng hoàn toàn, thì chúng ta cũng cần phải điều trị dự phòng như là một cái trường hợp bị đột quỵ thật sự. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, vậy thì dấu hiệu điển hình của một cơn tái đột quỵ xảy ra mà ngay cả bản thân người bệnh và thân nhân của người bệnh cần lưu ý và cần biết là gì ạ? Những cái trường hợp mà dấu hiệu mà báo hiệu một cái đột quỵ tái phát hoặc là một cái đột quỵ lần đầu nó hầu như là giống nhau. Đó là sự xuất hiện đột ngột. Tuy nhiên xin nhấn mạnh đó là đột ngột. Của những cái triệu chứng thần kinh mà thường gặp đó là gì? Đó là thứ nhất là méo miệng, cái thứ hai là thay đổi về ngôn ngữ, ví dụ một người nói đớ, không hiểu lời hoặc không có phát âm được. Một cái dấu hiệu khác nữa là yếu nửa người hoặc là tê nửa người, hoặc là đôi khi chóng mặt hoặc là đôi khi là không đi lại được. Thì đó là những cái dấu hiệu khiếm khuyết thần kinh xảy ra đột ngột, đó là những cái triệu chứng báo hiệu đó là một cái cơn đột quỵ lần đầu cũng như là lần tái phát. Dạ. Thưa quý vị khán giả, ở những số phát sóng lần trước thì chúng ta đã được bác sĩ Phương Nga chia sẻ về thời gian vàng trong đột quỵ, và chúng ta có thể thấy là thời gian vàng trong cấp cứu đột quỵ thực sự rất là quan trọng. Vậy thưa bác sĩ, với một cơn đột quỵ tái xảy ra nữa thì thời gian vàng lúc này còn ý nghĩa không ạ? Hoàn toàn có ý nghĩa như là đột quỵ lần đầu. Dạ. Chúng ta biết rằng khi mà đột quỵ tái phát nó, cái câu chuyện nó cũng sẽ lặp lại y như là lần đầu. Và cái thời gian vàng đó là rất là quan trọng để cho chúng ta cứu những cái phần não chưa bị tổn thương một cách hoàn toàn. Bởi vì khi chúng ta biết rằng khi mà một cái mạch máu nó bị tắc bởi một cái cục huyết khối thì một phần não đó nó bị chết đi. Tuy nhiên một phần lớn cái não bộ của chúng ta trong cái giai đoạn vàng, trong cái giai đoạn rất là sớm đó, thì những cái tế bào não đó mặc dù không hoạt động nhưng mà vẫn chưa có hoàn toàn bị hoại tử, tức là chưa có hoàn toàn chết đi. Và khi mà chúng ta làm tái cái lưu thông cái mạch máu, chúng ta giải quyết được cái cục máu đông đó, thì cái sự cấp máu đó đến những cái tế bào não mà bị tổn thương nhưng mà chưa có chết hoàn toàn thì sẽ giúp cho những cái tế bào đó hồi phục lại, và cái triệu chứng của bệnh nhân hồi phục lại có thể hoàn toàn hoặc là phần lớn những cái triệu chứng của đột quỵ. Dạ. Việc sơ cấp cứu rất là quan trọng, vì thế xin được hỏi bác sĩ là việc sơ cấp cứu cho những người bị tái lại một cơn đột quỵ thì liệu rằng có khác gì so với những người đã bị một cơn đột quỵ đầu tiên không ạ?
Đối với một người mà bị đột quỵ tái phát đó, thì cái việc sơ cấp cứu nó càng càng phải được thực hiện một cách cẩn thận, càng phải được thực hiện một cách tích cực hơn. Bởi vì chúng ta biết rằng ở một người mà bị đột quỵ tái phát đó thì thường những cái đột quỵ lần sau đó là sẽ nặng hơn những cái lần đầu. Do đó chúng ta cần phải cẩn thận hơn, cần phải tích cực hơn. Và những cái biện pháp để sơ cứu ban đầu của bệnh nhân đó là giúp cho bệnh nhân ở, giúp làm giữ cho bệnh nhân an toàn, và chúng ta nhanh chóng yêu cầu được hỗ trợ về y tế để vận chuyển bệnh nhân đến một cái cơ sở y tế có thể điều trị được một đột quỵ cấp. Ví dụ như chúng ta giữ tư thế bệnh nhân an toàn, ví dụ như một bệnh nhân đang đột quỵ ở ngoài đường hoặc là ở một cái tư thế không an toàn thì chúng ta đưa bệnh nhân vào cái nơi an toàn. Cái thứ hai là chúng ta giữ bệnh nhân ở một cái tư thế an toàn, thường đó là cái tư thế nằm nghiêng. Trong trường hợp bệnh nhân bị rối loạn về ý thức, hôn mê hoặc là nôn ói thì chúng ta giữ tư thế bệnh nhân như vậy. Đồng thời chúng ta cần tránh những cái biện pháp mà chúng ta nghĩ rằng nó giúp ích bệnh nhân nhưng mà thật sự nó hoàn toàn không giúp ích gì, mà nó lại làm mất cái thời gian vàng để cấp cứu bệnh nhân. Một số những trường hợp, một số những cái động tác mà nó không thích hợp đó là gì? Thứ nhất là cạo gió, cái thứ hai là cắt lễ, cái thứ ba là một số người là bệnh nhân thấy bệnh nhân như vậy thì là vắt chanh vào miệng, hoặc là nhéo vào nhân trung hoặc là nhéo để xem bệnh nhân có tỉnh hay không. Thì thật sự đó là những cái biện pháp hoàn toàn nó không có giúp, nó không có thích hợp và nó không có giúp cho chúng ta tiết kiệm được cái thời gian vàng để cấp cứu bệnh nhân. Dạ, thưa bác sĩ, có nhiều người quan niệm một điều rằng là về việc tầm soát đột quỵ thì nếu như mà đã xảy với một người đã xảy ra một cơn đột quỵ rồi thì không cần phải tầm soát nữa, bởi lúc này sẽ không có tác dụng cũng như là tốn kém thêm chi phí. Vậy thì theo bác sĩ Phương Nga, quan điểm này có đúng không ạ? Đối với một cái bệnh nhân bị đột quỵ thì vấn đề sau đó của chúng ta là vấn đề điều trị kiểm soát cái yếu tố nguy cơ và điều trị dự phòng một cái đột quỵ tái phát. Thì trong quá trình chúng ta điều trị dự phòng thì bệnh nhân phải được theo dõi một cách định kỳ ở một cái cơ sở y tế và được theo dõi định kỳ bởi một cái bác sĩ điều trị đột quỵ. Và trong cái quá trình mà điều trị và theo dõi đó, chúng ta cái người bác sĩ sẽ thực hiện nhiều cái biện pháp khảo sát đánh giá ở trên bệnh nhân đó, xem rằng cái nguy cơ của bệnh nhân đó bị một cái đột quỵ tái phát đó nó cao hay nó thấp, người đó có còn nguy cơ cao hay nguy cơ thấp, tức là những cái biện pháp tầm soát đó để nhằm đánh giá lại cái nguy cơ đột quỵ ở cái bệnh nhân đó. Và từ khi chúng ta xác định được người đó có bao nhiêu yếu tố nguy cơ đó cao hay là thấp như thế nào thì chúng ta mới, cái người bác sĩ điều trị theo dõi đó mới có những cái biện pháp thích hợp để làm giảm cái nguy cơ đó và làm giảm cái nguy cơ cho bệnh nhân bị một cái đột quỵ thứ phát thứ hai. Thưa bác sĩ, vậy thì giữa việc tầm soát đột quỵ cho một người đã từng bị một cơn đột quỵ xảy ra và một người bình thường thì khác nhau như thế nào ạ? Đối với một người mà chỉ có yếu tố nguy cơ mạch máu nhưng mà chưa có đột quỵ, so với một người mà có yếu tố đã bị đột quỵ rồi thì cái việc kiểm soát, đánh giá và điều trị dự phòng nó sẽ càng 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 tích cực và sẽ càng thường xuyên hơn. Ví dụ như một người bị đột quỵ mà có một cái tình trạng xơ vữa mạch máu não hoặc là có hẹp mạch máu não thì cái người đó cần phải được theo dõi cái tình trạng xơ vữa, cái tình trạng hẹp đó định kỳ tùy theo cái mức độ hẹp nó như thế nào. Hoặc là một cái người bị đột quỵ do rung nhĩ hoặc là do một cái bệnh lý về tim mạch thì cái người đó cần được đánh giá về lại về tim mạch thường xuyên, cần được xét nghiệm lại một cách thường xuyên về mặt tim mạch để và từ đó đưa ra những cái hướng điều trị thích hợp. Nói tóm lại thì một người mà bị đột quỵ rồi so với một người chưa có bị đột quỵ thì cái việc mà đánh giá điều trị nó sẽ tích cực hơn nhiều. Dạ, thưa bác sĩ, vậy thì với những người đã có một cơn đột quỵ xảy ra thì chúng ta cần làm những xét nghiệm gì và tần suất thực hiện là bao lâu ạ? Đối với một người đã bị đột quỵ thì chúng ta sẽ tùy vào cái cơ chế, tức là tùy vào cái nguyên nhân gây ra đột quỵ đó mà chúng ta có những cái tầm soát, có những cái theo dõi, có những cái đánh giá thích hợp. Ví dụ như một người bị đột quỵ do xơ vữa mạch thì chúng ta phải định kỳ đánh giá cái tình trạng xơ vữa mạch. Nếu mà cái tình trạng xơ vữa mạch đó nhẹ thì chúng ta có thể khoảng 3 tháng, 6 khoảng 6 tháng 1 năm chúng ta đánh giá một lần. Tuy nhiên nếu mà cái tình trạng xơ vữa hoặc là tình trạng hẹp mạch đó nặng hơn thì chúng ta có thể đánh giá một cái khoảng thời gian mà chúng ta đánh giá nó có thể nhạt hơn, gần hơn.
hoặc là một cái người mà bị bệnh tim, ví dụ như rung nhĩ hoặc là bệnh van tim mà gây ra đột quỵ đó, thì ở những cái bữa đó cái tình trạng mà rung nhĩ, bệnh lý tim mạch cần phải được đánh giá định kỳ, có thể 3 tháng, có thể 6 tháng, tùy cái mức độ nặng nhẹ của bệnh nhân, tùy từng bệnh nhân. Ngoài ra ở những cái bệnh nhân mà xài những cái thuốc chống đông, thì những cái thuốc chống đông đó nó có cái tác dụng phụ, đó là gây ra, nếu mà chúng ta xài cái liều mà nó vượt quá cái ngưỡng điều trị đó, thì nó có thể xảy ra những cái biến cố mà chảy máu ở những bệnh nhân đó. Thì cái việc mà theo dõi xét nghiệm máu ở những cái bệnh nhân mà xài một cái loại thuốc chống đông đó sẽ càng thường xuyên hơn. Ví dụ như đôi khi có thể lặp lại xét nghiệm sau 1 tuần, 2 tuần hoặc là 1 tháng, tùy trường hợp. Dạ, thưa bác sĩ, khép lại chương trình thì giờ bác sĩ có thể gửi đến tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là những người đã bị xảy ra một cơn đột quỵ, một vài lời khuyên làm sao để chúng ta có thể phòng ngừa một cơn đột quỵ tái phát xảy ra, và trong đó thì người thân và gia đình đóng vai trò quan trọng như thế nào ạ? Đối với những người mà đã có từng bị đột quỵ thì cái lời khuyên tốt nhất đó là chúng ta phải điều trị, chúng ta kia kiểm soát những cái yếu tố nguy cơ đã được xác định ở bệnh nhân đó. Cái thứ hai là chúng ta phải điều trị dự phòng bằng những cái thuốc thích hợp để phòng ngừa một cái đột quỵ tái phát. Ngoài ra có chúng ta cần phải có cái chế độ ăn uống, chế độ luyện tập, chế độ nghỉ ngơi, chế độ sinh hoạt một cách phù hợp theo khuyến cáo của bác sĩ. Chúng ta vẫn có thể sử dụng một số thực phẩm, một số cái dược phẩm hỗ trợ giúp cho chúng ta cải thiện về chức năng của những cái cơ quan mà đã bị tổn thương hoặc là dễ bị tổn thương. Vai trò của người thân nó rất là quan họ rất là quan trọng trong việc giúp đỡ, trong việc hỗ trợ những cái người mà đã từng có tiền sử bị đột quỵ. Bởi vì những người bị đột quỵ rồi, đôi khi người ta sẽ bị suy giảm về nhận thức, đôi khi người ta bị rối loạn về những cảm xúc, và đôi khi người ta sẽ không tuân thủ điều trị. Thì cái vai trò của người thân giúp hỗ trợ về mặt tinh thần cũng như về mặt thể chất đối với những người mà đã từng có biến cố về đột quỵ. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Phương Nga đã có những thông tin chia sẻ rất là hữu ích để gửi đến cho tất cả quý vị khán giả. Và khép lại chương trình với những lời khuyên của bác sĩ Phương Nga thì Hiền Thục tin rằng là nó một phần nào đó sẽ trở thành những hành trang thật là hữu ích cho quý vị trong việc chúng ta bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình và cả những người xung quanh, nhất là trong những đợt nắng nóng đỉnh điểm sắp tới đây. Một lần nữa xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình cũng như là tất cả quý vị khán giả gửi một lời cảm ơn đến bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phương Nga và bộ sản phẩm Nattoenzyme, Nattoenzyme 1000, Nattoenzyme Red Rye hỗ trợ làm tan cục máu đông giúp phòng ngừa đột quỵ, nguyên liệu Nhật Bản của Dược Hậu Giang Phật Ba đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình lần này. Một lần nữa Hiền Thục xin được cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và mến chúc quý vị nhiều sức khỏe, thành công trong công việc. Thân ái chào và hẹn gặp lại quý vị vào số phát sóng lần sau. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị khán giả của kênh Alo Bác Sĩ. Xây sẩm, chóng mặt, tê yếu chân tay có thể là dấu hiệu của đột quỵ. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nattoenzyme với thành phần Nattokinase từ Nhật Bản hỗ trợ làm tan cục máu đông, tăng tuần hoàn máu, hỗ trợ trong các trường hợp huyết áp không ổn định, cải thiện xây sẩm, chóng mặt, tê yếu chân tay. Nattoenzyme đánh tan cục máu đông, không còn nỗi lo độc quỵ. Nattoenzyme hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ do cục máu đông, nguyên liệu Nhật Bản. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.